số Y2. Y2. Ồ, cây này nó cao. Cái này tàn quá trời tàn luôn, rất nhiều bo luôn. Cái nhánh dép của nó bự lắm luôn nè. Này bự dữ dằn bự luôn. Muốn clip lại luôn. Bự đế với con quái lắm này nè mày. Này màu hồng nha anh em. Ba cây nãy là tím sen hết trơn ha, cái này là màu hồng nè. Đó, bông của nó đây. Hồng. Cái thằng ở trên đây là bự bự hơn ngón tay nha. Rồi nghe đây. Đây là 10. Chiều cao của nó là 5,7. Y4. Giao lưu với mọi người là 350 ngàn. Rồi 350 ngàn. Thì bảy. Cái này màu hồng ha. Đó, bông nè. Bông rất là đẹp. Rồi cái thằng có nó bị chạy da cái chỗ này hả mùa. Có một lỗ chạy da này lỗ nhỏ này ha. Rồi cái đế của nó thì bị nám nám ngoài này vậy ha. Nhưng mà cây vẫn bình thường mà. Rồi cái này cũng màu hồng nha anh em. Rất là quái luôn. Rồi cái chỗ này quá. Nó có bị hẹp ở đây. Hẹp lâu rồi ha. Hoành ở đây là 12,5. 12,5, chiều cao của nó là 48. Rồi cái này hai màu nha anh em. Tím sen nè. Nè có tím sen với này. Có một một bo tím sen. Đây màu hồng. Hai bo nó là màu hồng. Một bo tím sen hay bo hồng. Rồi mã số Y8. Cái này hai màu ha. Giao lưu với mọi người là 300 ngàn em bao ship. Rồi 300 ngàn bao ship. Mã số của Y9 sao vậy mọi người? Y9 này nè. Chính cây này bị sam nha anh em, sam lùm chỗ dân nè nè. Quá trời luôn. Nhưng mà trên này nó sống. Cái da của nó ở ngoài thì nó chóc hết trơn á. Có chóc nè. Xung quanh sống chóc nè. Nhưng mà cây sống bình thường yên tâm hết anh em. Cái này là màu tím sen nha. Màu tím sen. Này anh em về lấy bo ghép vô cây mấy cây mình. Rồi, mã số này là Y9 nên giao lưu với mọi người là 300.